Mình chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em cùng trải nghiệm con này là con quế lâm mái, hay có tên gọi khác là kim oanh mỏ đỏ mái. Con này nó kích trống rất là hay nha mọi người, mà mọi người cùng trải nghiệm. Là rất là sung nha. Đây là quê làm máy.